Hồng Vân nén đau thương, lần đầu trách mắng anh Vũ vì một lý do, nghe mà thắt tim. Em nghe không Vũ, vậy sao em lại đi trước ba má vậy Vũ, mong gặp lại em quá, Hồng Vân thốt lên. Bên cạnh gia đình, Hồng Vân và Minh Nhí là hai nghệ sĩ tự nguyện đứng lên, dốc hết sức mình lo liệu chu toàn cho ngày cuối cùng trên cõi đời của cố nghệ sĩ anh Vũ. Chiều qua, Hồng Vân, Minh Nhí đã tới nhà gặp mẹ và em gái anh Vũ. Trao lại số tiền gần 700 triệu đồng và bàn bạc, nốt các thủ tục, mai táng. Hồng Vân đăng tải clip nói chuyện cặn kẽ với gia đình anh Vũ, mong truyền thông đưa tin chính xác. Trong khi đó, Minh Nhí ngồi cạnh liên tục rơi nước mắt vì quá đau buồn. Hồng Vân mới cập nhật tình hình trên Facebook, kể lại lời trách móc của mẹ em gái dành cho anh Vũ. Không thể cầm được nước mắt khi đến căn nhà đơn sơ em sống với ba má. Má khóc và nói rằng tâm nguyện của nó là phải sửa được căn nhà cho má mát mẻ và bớt hồng để ba má sống thọ. Nên show diễn lớn hay nhỏ, trong hay ngoài nước Vũ đều nhận, mặc dù sức khỏe không hề tốt. Bữa Vũ đi diễn bên Mỹ có hẹn với má là 25 tháng 4 con về, má khóc nghẹn và không nói được nữa. Bé Dung, em gái út nghẹn ngào khóc. Em nói anh thôi, sức khỏe không có thì ở nhà, có gì ăn nấy, đừng ráng vậy đó mà không chịu nghe, cứ muốn sửa nhà cho ba má, để ba má sống được lâu hơn. Em nghe không Vũ, vậy sao em lại đi trước ba má vậy Vũ, mong gặp lại em quá. Hồng Vân, Minh Nhí đã gặp gia đình anh Vũ chiều qua. Status của nghệ sĩ Hồng Vân cập nhật vụ việc. Mọi người đang nén đau thương để lo liệu cho anh Vũ yên nghỉ. Hồng Vân ngồi thất thần, Minh Nhí liên tục khóc trong lúc nói chuyện. Căn nhà nhỏ đơn sơ không ngờ của nghệ sĩ anh Vũ sau gần 30 năm làm nghệ thuật. Sau nhiều năm làm nghệ thuật, nghệ sĩ anh Vũ vẫn sống cùng gia đình trong căn nhà nhỏ đơn sơ cao 2 tầng nằm trong một con ngõ nhỏ. Ngôi nhà đơn sơ của nghệ sĩ anh Vũ. Theo thanh niên, anh Vũ sinh ra trong một gia đình lao động nghèo tại thành phố Hồ Chí Minh, lớn lên bỏ học sớm, lao vào kiếm tiền với những nghề tay chân như bán trái cây, làm thợ uốn tóc, đi phụ hồ sơn cửa. Đi làm thợ nhưng vẫn thích làm diễn viên, chỉ có điều không có tiền nên anh Vũ đành tự học diễn xuất theo mấy vở trên TV rồi tự đóng tự diễn cho thỏa mơ ước. Thế rồi duyên nghề bán với anh Vũ chuyển sang làm nghệ thuật. Năm 20 tuổi, nghệ sĩ anh Vũ kết hôn, nhưng cuộc hôn nhân ở tuổi trẻ bồng bột nhanh chóng tan vỡ. Anh Vũ sống cùng mẹ đã lớn tuổi đến tận bây giờ. Sau tin nghệ sĩ anh Vũ đột ngột qua đời, căn nhà nhỏ đơn sơ tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đóng cửa im lìm. Đến thăm căn nhà của anh, nhiều người hâm mộ đã bất ngờ bởi căn nhà quá đỗi giản dị, bởi nghệ sĩ thường gắn với sự giàu có, hào nhoáng mỗi lần xuất hiện. Từ bên ngoài, nhiều hàng xóm cũng bất ngờ khi nghe thông tin anh qua đời và đến nhà để thăm hỏi. Rất đông anh chị em cũng như họ hàng đã có mặt tại nhà nam nghệ sĩ. Căn nhà đơn sơ của nghệ sĩ anh Vũ. Nhiều người thân đã đến nhà bàn chuyện hậu sự cho anh từ sớm. Chia sẻ với báo chí, nghệ sĩ Hồng Vân cho hay, cô đang tìm hiểu thông tin để hỗ trợ gia đình anh Vũ đưa thi thể anh về nước. Tôi đang tìm cách cho em út của anh Vũ sang Mỹ nhận anh về. Tôi lo quá nên không thể ngồi bình tĩnh trả lời được. Nhà anh Vũ đang rất rối, ba mẹ lớn nên không quyết định được gì hết. Còn chị em thì không biết phải bắt đầu từ đâu, cho nên bây giờ tôi phải tính chuyện làm giấy tờ đưa anh về. Sân khấu tôi tuần này không diễn để tập trung lo cho anh, nghệ sĩ Hồng Vân chia sẻ. Sau khi biết tin con trai qua đời, mẹ của nghệ sĩ anh Vũ đã bị tăng huyết áp, khóc và ngất mấy lần. Thế nhưng bà vẫn gắng gượng để cùng mọi người hoàn tất khâu chuẩn bị tang lễ cho con trai. Cô Lê Thị Hồng Thúy, 60 tuổi, hàng xóm của nghệ sĩ anh Vũ nhiều năm qua đã bật khóc khi nói về anh Vũ. Tôi sống ở đây từ năm 1979, lúc thằng Vũ còn nhỏ xíu, nghe tin nó mất tôi buồn từ sáng đến giờ. Nó sống tốt lắm, tính cách hòa đồng, nên xóm này ai cũng thương. Nó là ân nhân của tôi, nhiều lần tôi nhập viện nó còn cho tôi từ 1 đến 2 triệu đồng. Trong xóm này thấy ai khó khăn, nó cũng giúp đỡ liền. Đến khi nổi tiếng, nó vẫn giữ tính cách và lối sống ấy, không bao giờ hách dịch hay chảnh chọe với ai. Hồi đó, mẹ nó đẩy xe bán trái cây, ba làm công nhân, không có nổi chiếc xe đạp để đi. Từ 14 tuổi, Vũ cũng đi làm đủ thứ việc phụ giúp gia đình và chăm lo cho các em. Khoảng thời gian Vũ bị bệnh, gia đình giấu. Sau khi hàng xóm biết thì Vũ đã điều trị xong và về nhà, nên ai cũng mừng. Anh Vũ để lại hình ảnh vô cùng đẹp trong lòng bạn bè, người thân và hàng xóm của mình. Tại sao nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân được gia đình tin tưởng phó thác việc đưa thi thể anh Vũ về Việt Nam? Không chỉ là một đồng nghiệp đàn chị gắn bó lâu năm, mà Hồng Vân còn vô cùng thân thiết với anh Vũ suốt mấy chục năm qua. Ngay từ những ngày đầu anh Vũ mới bước chân vào nghề, nghệ sĩ Hồng Vân đã là người anh Vũ hàm ơn không bao giờ dám quên. Bà chủ sân khấu kịch Phú Nhuận từng chia sẻ với phóng viên,
Tôi với Vũ thân nhau tới mức chuyện gì cũng tâm sự, có khi nói chuyện điện thoại tới 40 phút đồng hồ. Từ những giây phút phiền phức ban đầu, Hồng Vân và anh Vũ gặp nhau tình cờ trong vở Phương Thuốc Thần Kỳ tại nhà hát nhỏ 5B Võ Văn Tần cách đây khoảng 30 năm. Lúc đó Hồng Vân và cố nghệ sĩ Lê Vũ Cầu đóng vai chính. Còn anh Vũ chỉ đảm nhận một vai cực nhỏ, quan về úy đi đo đất, một vai hầu như không có đức diễn. Ấy vậy mà suốt nào cũng như suốt nào, cứ hễ thấy Hồng Vân tới sân khấu là anh Vũ nhờ thoại với mình cho bớt run. Mới đầu tôi bị áp lực và thấy phiền phức lắm vì mình đi phim cả ngày, tối về lại diễn sân khấu. Mà mười mấy suất thì mười mấy lần anh Vũ đều nhờ thoại tuồng. Nhưng về sau khi việc đó cứ lặp đi lặp lại hoài thì tôi bắt đầu để ý tới anh Vũ. Cho tới một ngày sau khi diễn xong phân đoạn của mình, tôi ra xem anh Vũ diễn và phát hiện ra Vũ duyên khủng khiếp. Thật ra vai của Vũ chẳng có gì để diễn, nhưng Vũ làm cực duyên dáng. Tôi bị anh Vũ làm cho cười đến mức phân tâm và đêm đó tôi diễn dở nhất, nghệ sĩ Hồng Vân kể. Và khi Phước Sang mở sân khấu kịch Sài Gòn, Minh Nhí dựng vở Giờ Đại Kiếp, Hồng Vân nhớ ra anh Vũ và đòi đưa về diễn rồi bắt Minh Nhí để thêm vai, một cặp vợ chồng câm cho anh Vũ và các phượng diễn. Và một lần nữa anh Vũ để lại ấn tượng vô cùng duyên dáng trong mắt đàn chị. Khi Hồng Vân tách kịch Sài Gòn về mở sân khấu riêng, người chị nghĩ tới đầu tiên là anh Vũ, Thái Hòa, các phượng. Và sống chết gì tôi cũng phải kéo được ba người đó về, Hồng Vân nói. Đến ân tình thăm sâu, từ ngày Hồng Vân mở sân khấu, đã mấy chục năm biết bao nhiêu người đến rồi đi. Nhưng ngay cả khi anh Vũ đã thành ngôi sao thì anh cũng chưa bao giờ từ bỏ sân khấu. Dù mỗi đêm diễn cách xê có khi chỉ bằng 1/10, thậm chí 1/20 show bên ngoài, anh Vũ từng tâm sự, tôi nợ ân tình với chị Hồng Vân lớn lắm. Từ những ngày đầu bước chân vào nghề tôi đã mang ơn chị Vân rất bận, ngày đi quay tối về mệt, nhưng vẫn chịu thoại tuồng với tôi. Khi tôi mắc bạo bệnh, cũng chính chị Vân là người luôn giúp đỡ tôi. Đúng ngày mùng 4 Tết tôi phát hiện ra mình bị ung thư đại tràng và phải mổ cắt mất gần tức ruột. Sau khi mổ, tôi phải nằm một chỗ để vô hóa chất. Tôi may mắn phát hiện sớm khi bệnh mới bước sang giai đoạn 2, hạch mới di căn tại chỗ. Nếu di căn lên gan thận là hết cuốn rồi. Tôi nhớ lại trước đó mình diễn suốt 4 năm ở sân khấu kịch Sài Gòn của anh Phước Sang. Dù vai chính hay vai phụ, đêm nào cũng nhận cát-xê 240.000 đồng. Tôi xin mãi lên 290.000 đồng cũng không được. Đúng lúc này lại phát hiện bị bệnh nên xin nghỉ luôn. Trong lúc vận hàng ấy, chị Hồng Vân đã đưa tôi về sân khấu của chị. Thật ra bác sĩ không cho tôi ra viện, nhưng lúc đó nhớ nghề quá nên tôi trốn đi diễn. Thời điểm đó chị Vân dẫn đóa hồng gai, chị Vân cho tôi một vai rất nhỏ để đỡ nhớ nghề, nhưng trả lương với 500.000 đồng, giống như cho mình thêm để có kinh phí trị bệnh. Khi tôi khỏi bệnh, chị Vân dẫn tôi đi tấu hài nữa. Cái ơn đó tôi nhớ hoài không bao giờ quên. Tôi nói với chị Vân rằng chừng nào chị còn làm sân khấu thì em còn theo, không bao giờ em bỏ chị. Bởi mang ơn Hồng Vân nên anh Vũ lúc nào cũng nghĩ tới đàn chị. Hồng Vân bảo đi lưu diễn với anh Vũ chị yên tâm hoàn toàn vì anh Vũ cực kỳ chu đáo và rất lanh lợi. Có lần đi diễn nước ngoài với anh Vũ, tôi phải đưa Bí Ngô theo, lúc đó Bí Ngô mới hơn 1 tuổi. Chuyến đi diễn ở vùng lạnh, lại đúng mùa lễ sân bay nội địa không có người đứng làm thủ tục, khách phải tự check-in bằng điện tử. Hai chị em tiếng Anh không biết lại đi trễ, anh Vũ kêu tôi lo cho Bí Ngô, còn mình chạy đi khắp nơi để làm thủ tục cho kịp chuyến bay. Anh Vũ không rành tiếng Anh nhưng nói và diễn tả bằng hành động thế nào mà ai cũng hiểu. Cuối cùng tôi và anh Vũ vẫn kịp chuyến bay, Bí Ngô không mất bất cứ giấc ngủ nào trong suốt chuyến lưu diễn đó, Hồng Vân nhớ lại. Với Hồng Vân, anh Vũ là em, nhưng về tình cảm không khác gì con trai lớn. Thế nên những lúc không vừa ý anh Vũ là Hồng Vân thường nói ngay không để bụng. Còn anh Vũ thỉnh thoảng cũng hay ghen tuông hờn mát, chị thương người này hơn em, chị thương người kia hơn em. Cũng bởi những ân tình giữa Hồng Vân và anh Vũ và sự ra đi quá đột ngột khiến gia đình vô cùng bối rối, không có khả năng lo đủ tiền và thực hiện mọi thủ tục pháp lý để đưa thi thể con về quê, nên họ đã nhờ cậy Hồng Vân đứng ra làm chủ lo toan mọi việc. Chứng ân tình đó đã gắn kết họ lại với nhau suốt mấy chục năm qua, và lúc nào anh Vũ cũng tâm niệm, làm gì thì làm, chỉ cần Hồng Vân nói có, anh Vũ không bao giờ nói không. Lộ tin nhắn cuối cùng và ước nguyện chưa kịp hoàn thành của anh Vũ trước khi qua đời. Mới đây, thông tin việc nghệ sĩ Hà Anh Vũ qua đời khiến nhiều nghệ sĩ người hâm mộ vô cùng xót xa trước sự ra đi đột ngột của anh. Sau khi biết thông tin nghệ sĩ Anh Vũ qua đời, một người em thân thiết là Khang Việt đã hé lộ tin nhắn cuối cùng với đàn anh. Nam ca sĩ viết, tin nhắn cuối cùng của hai anh em buồn quá anh Vũ ơi, xin mọi người một lời cầu nguyện cho anh ấy. Trong đoạn tin nhắn với Khang Việt, anh Vũ cho biết bản thân mình vẫn khỏe và còn hỏi thăm đàn em có nhiều show không.
cả hai vẫn nói chuyện rất vui vẻ, nhưng nào ngờ chỉ một khoảng thời gian ngắn sau, nghệ sĩ Anh Vũ đã đột ngột qua đời. Mới đây, danh ca Hương Lan đã ngậm ngùi đăng ảnh chụp chung Anh Vũ, kèm dòng trạng thái chia sẻ kỷ niệm trong chuyến lưu diễn của hai người. Đặc biệt, nữ ca sĩ còn tiết lộ ước nguyện của anh Vũ nhưng chưa được toại nguyện đã ngậm ngùi cảnh người dương kẻ âm. Tối chủ nhật, em ôm chị hai và nói là muốn đi chơi mà không ai đưa đi, chị hai đưa em đi nha. Hương Lan đưa em số điện thoại và nói: sau show này em gọi chị sẽ dành thời gian đi với em một ngày. Show vừa xong đêm trước, sáng hôm sau em đột ngột ra đi. Dòng chia sẻ của danh ca Hương Lan đã nhận được nhiều quan tâm của khán giả, hàng loạt bình luận chia buồn trước cái chết đột ngột của nam nghệ sĩ. Cũng từ những hồi ức của Hương Lan mới càng thấm thía cái nghịch lý, đứng trên sân khấu, người nghệ sĩ có muôn ngàn khán giả ánh đèn lung linh tung hô, nhưng trút hết tất cả, màn nhung kéo lại, son phấn bôi đi, chỉ còn trơ lại nỗi cô đơn đến cùng cực, ít ai thấu hiểu. Nam nghệ sĩ sang Mỹ lưu diễn ở nơi đất khách ấy chỉ co cụm với những đồng hương của mình, ước nguyện được đưa đi chơi thăm thú chốn lạ của anh Vũ, cũng ngậm ngùi bị vùi chôn xuống dưới đất. Người nghệ sĩ có thể đi qua biết bao sương khấu, hóa thân vào trăm ngàn nhân vật, nhưng ở cuộc đời thật của chính họ, ước nguyện nhỏ nhoi được đi chơi cùng người thân bạn bè cũng hóa thành điều không thể thực hiện được. Được biết, hiện em gái của nam diễn viên đang ở New York và sẽ sớm tới California để lo làm thủ tục. Bên cạnh đó, em gái của anh Vũ cũng đang làm thủ tục xin visa để nhanh chóng sang Mỹ lo hậu sự cho anh trai. Hiện tại, nguyên nhân cụ thể khiến anh Vũ qua đời vẫn chưa được cơ quan chức năng tại quận Cam, California, Hoa Kỳ thông báo. Tuy nhiên, mới đây, người nhà của nam diễn viên đã tiết lộ với truyền thông lý do anh ra đi đột ngột vì tắm khuya dẫn đến đột quỵ. Anh ấy đi diễn về khuya nhưng vẫn tắm bị đột quỵ và rồi ra đi lúc nào không ai biết. Cảnh sát đã đưa thi thể anh đến nhà xác, có lẽ sẽ không khám nghiệm tử thi. Sau khi làm xong các thủ tục, gia đình sẽ đưa thi thể anh về nước, người nhà anh Vũ nói.